Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình ở tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hôm nay mình ghé khu lưu niệm, khu lăng mộ của Nguyễn Đình Chiểu, tham quan xem bên trong lăng mộ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu như thế nào nhé. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi vào. Đây là khuôn viên của khu lưu niệm danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu. Trước mặt các bạn là nhà bia tưởng niệm nói về cuộc đời của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu nha. Đây nè các bạn, đây là cái văn bia của Nguyễn Đình Chiểu, nói về những bài thơ, nói về những cái kiệt tác hồi xưa của ông đó các bạn. Đây là tóm tắt tiểu sử của Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu tự là Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, sau khi mù lấy hiệu là Hói Trai. Ông sinh ngày 1 tháng 7 năm 1822 tại làng Tân Thới, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, nay thuộc là phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Còn cha ông là Nguyễn Đình Huy, người xã Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, làm thơ, lại văn hàng ti của Tổng trấn Lê Văn Duyệt, mẹ là bà Trương Thị Thiệt, người làng Tân Thới, Gia Định đó các bạn. Năm 1843 thì ông thi đậu tú tài ở trường thi Gia Định. Năm 1846 ông ra Huế chờ khoa thi hội, chưa kịp thi thì ông được tin mẹ mất nên trở về Gia Định chịu tang mẹ. Vì khóc thương mẹ, ông lâm bệnh nặng rồi bị mù mắt. Mãn tang mẹ, ông mở trường dạy học, bốc thuốc chữa bệnh và sáng tác thơ dân. Người dân quý trọng gọi ông là ông Đồ Chiểu. Một người học trò của ông tên là Lê Tăng Quýnh cảm thương hoàn cảnh, xin cha mẹ gả em gái là Lê Thị Điền cho thầy. Vào năm 1859 thì giặc Pháp chiếm thành Gia Định, Nguyễn Đình Chiểu về quê vợ ở làng Thanh Ba, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Pháp chiếm Cần Giuộc, Nguyễn Đình Chiểu về thị địa tại Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ông mất vào ngày 3 tháng 7 năm 1888 đó các bạn. Mộ ông nằm tại ấp 3, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, là ngay tại đây đó các bạn. Rồi chúng ta vô giếng ông nhé. Đây là khu đền thờ của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu đây các bạn. Trong khu thờ danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, và trước mặt các bạn đó là bàn thờ của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu. Ở phía trên là bức tượng bằng đồng chân dung của danh nhân văn hóa cụ Nguyễn Đình Chiểu.
Đây là toàn cảnh khuôn viên của khu tưởng niệm, khu lăng mộ của danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu nha. Đây là chúng ta đứng góc độ từ ở đền thờ nhìn ra phía bên ngoài cổng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ra phía sau tham quan khu lăng mộ của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu nha. Viên khu vực khu lưu niệm của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu có diện tích rất rộng các bạn. Và hiện bây giờ mình đang ở đây là khu lưu niệm khu mới nha. Ở đây có 3 khu. Khu thứ nhất là khu lưu niệm mới xây dựng sau này. Khu thứ hai là khu lưu niệm cũ, thì phía trước mặt các bạn đó là khu lưu niệm cũ. Và khu thứ ba là khu lăng mộ của dòng họ gia đình của Nguyễn Đình Chiểu nha. Ở phía dưới của đền tưởng niệm của Nguyễn Đình Chiểu là khu trưng bày về cuộc đời sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu. Đây là hình ảnh chân dung của ông. Rồi chúng ta đi vào tham quan phía bên trong của khu niệm trưng bày nhà văn Nguyễn Đình Chiểu. Đây là tác phẩm có tựa đề là Vượt Lên Số Phận. Còn đây là bản gia phả của dòng họ gia đình nhà văn Nguyễn Đình Chiểu. Đây nè các bạn, đây là chân dung của cụ Nguyễn Đình Chiêm. Ông sinh năm 1869 và mất năm 1935. Ông Nguyễn Đình Chiêm tự là Trọng Vĩnh, hiệu Sơn Đẩu, là người con thứ 7 của Nguyễn Đình Chiểu đó các bạn. Còn đây, đây là bà Sương Nguyệt Ánh, sinh năm 1864 và mất năm 1922, là cũng là một người con của ông Nguyễn Đình Chiểu. Và bà cũng là một nhà thơ, cũng là chủ một biên tập của một tờ báo phụ nữ của Việt Nam đầu tiên ở Sài Gòn đó các bạn. Và hiện tại bây giờ ở Sài Gòn có một cái con đường mang tên bà là đường Sương Nguyệt Ánh đó các bạn. Còn đây, đây này là các bạn, đây là cái tấm hình của hậu duệ của Nguyễn Đình Chiểu tại khánh thành bia lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu trong khuôn viên của chùa Tôn Thạnh, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đó các bạn. Vào tháng 10 năm 1973. Đây, đây là hậu duệ của gia đình Nguyễn Đình Chiểu. Bây giờ mình mời các bạn ra phía sau tham quan khu lăng mộ của gia đình cụ Nguyễn Đình Chiểu và cũng ghé nơi nhà thờ xưa mà cụ ở để bốc thuốc trị bệnh cho người dân vùng này đó các bạn. Rồi chúng ta cùng đi nhé. Đây, trước mặt các bạn chúng ta nhìn từ phía sau của khu đền thờ nhà văn danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu nha. Còn đây phía trước mặt các bạn, phía bên phải đó là căn nhà dùng làm nơi để cụ Nguyễn Đình Chiểu hút thuốc, bốc thuốc trị bệnh cho người dân. Đây là căn nhà mà cụ dùng làm nơi hút thuốc trị bệnh cho người dân nơi đây nha. Còn phía bên trái đây, trước mặt các bạn đó là khu lăng mộ của gia đình cụ Nguyễn Đình Chiểu. Còn đây là cổng tam quan, là cái cổng chào của khu tưởng niệm cụ Nguyễn Đình Chiểu. Cổng này thì là cái cổng được xây dựng
rất lâu năm, từ xưa rồi các bạn. Rồi bây giờ mình đi vô tham quan nơi cụ Nguyễn Đình Chiểu dùng làm nơi thốt thuốc trị bệnh cho người dân nha. Trước mặt bạn là cái quầy hút thuốc nha. Các bạn thường thấy ở những cái hiệu thuốc bắc người ta hay có những cái tủ đựng thuốc như thế này. Phía trước mặt các bạn là cái bài vị bàn thờ của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng mà cái bài vị này thì người ta chỉ ghi bằng chữ Hán hoặc là chữ Hán Nôm. Mình ra nhìn không hiểu nha. Còn đây là chân dung hình ảnh của những nhà yêu nước thời mà chống Pháp đó các bạn. Như đây từ trái sang phải, đây là chân dung của cụ Nguyễn Trung Trực. Ông sinh năm 1838 và mất năm 1868. Còn đây là chân dung của cụ Phan Văn Trị. Còn đây là chân dung của cụ Nguyễn Hữu Huân. Còn đây là chân dung của cụ Võ Duy Dương, hay còn gọi là Thiên Hộ Dương. Còn đây là cụ Trương Định. Tất cả những hình ảnh chân dung này đều là của những bậc tiền bối, những nhà hoạt động yêu nước nha. Rồi bây giờ mời các bạn chúng ta đi ra phía sau tham quan cũng như là viếng bái mộ của cụ Nguyễn Đình Chiểu nha. Diện tích của khu lăng mộ này cũng tương đối rộng đó các bạn. Đây là phần mộ của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Ông sinh năm 1822 và mất năm 1888. Phía bên trái đó là mộ của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Và phía bên phải, đây. Đây là phần mộ của cụ bà Lê Thị Điền, là vợ của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Và sinh năm 1835 và mất năm 1886. Và phía bên trái, đây, bên trái trước mặt các bạn đó là phần mộ của nhà văn Sương Nguyệt Ánh, và cũng từng là một tổng biên tập của báo Phụ Nữ Sài Gòn vào cái thời kỳ Pháp thuộc nha. Và hiện nay ở Sài Gòn có cái tên đường Sương Nguyệt Ánh. Đây là phần mộ của bà Sương Nguyệt Ánh. Thì phần mộ của bà cũng đơn giản thôi, đúng không các bạn? Bà hưởng thọ 58 tuổi và từ trần ngày 12 tháng 12 năm Tân Dậu 1928. Trong khu lăng mộ của cụ Nguyễn Đình Chiểu này, các bạn thấy có 4 ngôi mộ hình tròn tròn đấy. Thì theo tìm hiểu thì được biết thì đây là những cái ngôi mộ của những người giúp việc cho cụ Nguyễn Đình Chiểu trong thời điểm đương thời của cụ. Rồi bây giờ chúng ta vừa tham quan khu vực lăng mộ của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển và đi dài trở ra lại nha. Đi trở ra lại cổng chánh. Đây, trước mặt các bạn là đền thờ cụ Nguyễn Đình Chiểu, nhìn từ phía sau của khu đền nhé.
Nãy giờ mình cũng đã tham quan hết khu toàn bộ khu lưu niệm nhà thờ của cụ Nguyễn Đình Chiểu rồi đó các bạn. Video của mình đến đây xin tạm dừng nhé. Hẹn các bạn video lần sau. Xin chào và tạm biệt các bạn.